Tại sao tôi lại ra mắt chương trình này? Chúng ta có xu hướng bị bế tắc khi chúng ta già đi, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết tất cả, nhưng sự thật là không phải thế. Vì vậy, đây chính là cơ hội để chúng ta cố gắng khám phá điều đó, học hỏi nhiều hơn nữa, và đặt câu hỏi về niềm tin trong quá khứ của chúng ta, về phát triển bản thân theo hướng cá nhân và tiến về phía trước dựa trên những nền tảng đó. Tôi là Nick DeVos, và chúng ta bàn luận về niềm tin. Tôi chọn chủ đề niềm tin bởi vì đó là tên quyển sách đầu tiên mà cha tôi đã viết, cùng với những trải nghiệm trưởng thành của tôi trong một môi trường mà chúng tôi được khuyến khích tin vào điều gì đó. Và chúng tôi sống có định hướng, mục tiêu rõ ràng và có ý nghĩa. Vâng, cha tôi đã làm vậy, và ông làm minh chứng cho điều đó. Chúng tôi không muốn đưa ra giải pháp cho mọi người, mà chỉ muốn gợi ý để mọi người tự khám phá. Khi bạn hiểu rõ hơn bạn là ai, tại sao bạn lại tồn tại, mục đích và ý nghĩa thật sự trong cuộc sống của bạn là gì, thì bạn sẽ thức dậy mỗi ngày với ý nghĩa về việc hoàn thành một điều gì đó có ích để bạn có thể đạt được mục tiêu đề ra và tiến xa hơn nữa. Chúng ta sẽ trao đổi vấn đề này với các chuyên gia, những người có chiều sâu về kiến thức và có sự hiểu biết và quan điểm về một chủ đề nào đó được đưa ra, để họ có thể hỗ trợ và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất vấn đề và làm như thế nào để vượt qua vấn đề đó. Chúng ta không nên quá lo lắng cho những việc mà chúng ta chưa đặt niềm tin vào đó. Tôi sẽ thử thách bạn một chút, bởi vì đôi khi thật dễ dàng để nói, ồ, tôi chỉ thích điều đó vì nó ổn, nhưng bạn có thực sự thích nó vì bản chất của nó? Hoặc bạn có thực sự hạnh phúc với những gì đang diễn ra? Đôi khi bạn cho rằng mình thành công vì bạn biết tất cả mọi thứ, nhưng thật sự là không hẳn vậy, và ai trong chúng ta cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng đó chỉ là bước tiếp theo của việc đặt mục tiêu và đạt được một chút thay đổi bản thân cũng như cộng đồng quanh bạn. Một chút thay đổi trong cộng đồng nơi bạn đang sống, tất cả đều thay đổi được. Có một từ mà mọi người đều cần, đó chính là niềm tin. Bạn muốn nghe từ đó vì nó có thể thay đổi quan điểm của bạn. Nó có thể khuyến khích bạn làm điều gì đó khác biệt mà đôi khi bạn dè dặt, và thúc đẩy bạn làm điều gì đó mà bạn đang bị kìm nén. Bạn có sức mạnh để khai phá hết tiềm năng của chính mình để đạt được mục tiêu và tiến xa hơn nữa trong cuộc sống.